Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc mới nhất của Eric, đó chính là ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được người share đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay lên như này và vòng qua bừng và đặt lên. Rồi mình mở 1, 2, hạ xuống dưới. Rồi tay của mình sẽ lắc lắc như thế này. Đặt tay lên 1 và bừng xuống. Rồi mình làm động tác khóc với anh là cái lần thứ 3. Mình sẽ để ngón út như thế này ha. 1, 2, 3. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay liền luôn. Rồi mình cuộn hai tay qua để hình trái tim như thế này. Sau đó mình sẽ đặt tay để dấu lai như thế này và buông lên một cái. Và cuối cùng là mình đặt tay lên như thế này và làm ngược lại hai lần. Đặt một, đặt hai, sau đó mình mở tay qua và gạt hai lần nữa là thế là đã xong. Rồi thì sẽ đến lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ thử với tốc độ chậm nha. Ok, hai, đặt em một, hai, khi lá vẫn còn xanh là kéo xuống. Đặt, đặt, buông lên, khóc với anh chỉ tay cuộn qua đặt trái tim. 1, 2 buông lên xuống, tay and tay mở qua, gạt và ok, bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Vậy nha, 5, 6, 7. Và ốc 1, 2, tay 1, gạt 2 lần. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Chạy Về Khóc Với Anh rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được phụ đạo nha. Trong quá trình học, nếu mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.